Xin kính chào bà con nha. Thì hôm nay em xuống giống cho khách hàng ở Tân An nha bà con ơi. Ở đây thì khách hàng nuôi ao đất. Mô hình này thì bên em cũng tư vấn cho khách hàng chuẩn bị cũng hơn tháng, nuôi bèo cám với bèo tai tượng. Cặp bờ thì sẽ tiến hành trồng khoai môn. Đây là mô hình chuẩn nha bà con. Hiện tại thì bên trên cũng sẽ tiến hành trồng đu đủ với dầm mớp luôn. Bèo mà để cho phát triển được thì sẽ tiến hành gãy phân. Chúng ta cần gãy phân. Phân thì bà con có thể gãy phân bò, phân đạm, NPK hoặc là DAP. Và chúng ta sẽ phun thêm thuốc Atonit hoặc là đạm cá. Con thấy bèo phát không? Bèo này xanh mướt luôn đó. Nay em xuống 10.000 con thôi, 10.000 con giống. Bèo bên đây thì chưa phát cho mấy. Ở đây anh gãy phân ít nè, tại vì anh dưỡng cái đầu kia cho nó xanh để xuống giống. Còn mấy đầu là bên đây thì chỉ để sau này để vớt bèo cám thêm vào cho ăn. Nuôi ốc thì bà con cứ cho ăn bèo cám. Cái bèo cám là nó sẽ lớn nhanh nhất. Ở đây bèo còn sơ sát quá nè, chưa thiếu dinh dưỡng gì đó. Còn bên đây là đầy đủ nên nó phát triển. Nhìn hai màu nó khác nhau liền, nó xanh. Ốc mà nó gặp bèo cám này là mê. Nước ở đây thì tầm khoảng 1,5 m nha bà coi. Nuôi ốc thì tầm đó được rồi, sâu hơn nữa thì vẫn nuôi được nha. Nếu mà sâu hơn nữa thì trồng súng, tại vì bông súng thì nó sẽ dưới lên. Và em cũng tiến hành đo pH nước luôn. Chúng ta đo pH bằng giấy bị tím thì nó không hiện số nhưng mà vẫn hiện được màu. Màu ở đây là màu xanh, xanh lọt á, xanh lá cây đó. Và pH là ok nha bà con, này là nó tầm 7 chấm đó, thì trong mức trung tính rồi. Mức trung tính là chúng ta nuôi ok. Tại cái này em cũng yêu cầu là khách hàng thấy gãy dôi rồi nên pH nó nằm ở mức trung tính. Bà con thấy là dôi cập bờ hết đấy, trắng trắng đó, nó là dôi đó. Và tiến hành thả nha bà coi. Trước khi thả thì chúng ta cần cho nó quen nước. Nguyên tắc là thả con giống phải cho nó quen nước. Đây là mẫu giống 1 kg bằng 20.000 con. Khách hàng lấy nửa ký nè, nửa ký là được 10.000 con. Cho nó quen nước thì sau khi cho quen nước thì chúng ta để nó tầm 5 phút nha bà con. Cho quen thì cũng đừng có đổ nhiều quá, đổ lấp sắp thôi, đổ nhiều quá nó ngợp. Vậy sau khi 5 phút rồi tiến hành thả nha. Ở đây thì em sẽ thả lên cái lá môn luôn. Cái lá môn này thì khi thả thì ta để luôn, nó sẽ ăn lá môn nữa. Còn lá chuối thì thả là lấy lên, thì lá chuối thì nó không ăn. Chúng ta thả thì chỉ cần thêm giá đỡ thôi. Cái lá này chúng ta cần để đỡ con ốc nó lên. Thả giống thì bà con thả từ từ thôi. Và thả thì nên tản nó ra. Thả tản nó ra đều ra chứ đừng có dồn cục lại. Ở đây em sẽ thả khắp ao luôn. Thả mỗi một cái chỗ là một miếng, những chỗ nào thả thì con ốc nó sẽ tự nó tản ra và nó ăn bèo thôi. Hôm nay thì gặp bèo cám ấy thì mê rồi. Bèo cám là nó có chứa tới 40% đạm thì con ốc ăn rất là nhanh lớn. Nuôi ốc thì bà con cứ gầy bèo, chúng ta gầy bèo bèo tai tượng đó, bèo tai tượng hay là gọi là bèo tây đó, tại vì cái lá nó bự đó. Có loại bèo lá cái nó bự, bèo tây. Còn bèo cám thì chúng ta nên nuôi riêng và vớt bổ sung qua cho ăn. Bèo tây nó vẫn ăn, nếu mà nó muốn nó ăn thì bà con vớt lên phơi khô. Phơi khô héo thì ốc nó sẽ ăn cả lá và cả rễ luôn. Hay là chúng ta sẽ lấy ngủ đậy lại cho cái bèo nó ngủ đi, ốc nó sẽ ăn. Và thường kín quá thì chúng ta vớt lên để cho nó khô rồi ốc nó sẽ ăn. Còn bèo cám thì cứ nuôi riêng và vớt cho ăn. Nuôi ốc thì nó tiện lợi cái là chúng ta chỉ cần cho ăn bèo thôi, cho ăn bèo không nó vắn lớn, mà đặc biệt đó là bèo cám. Đồng thời là thay nước thôi, canh nước thay rễ dôi. Con ốc nó cần thêm dôi để nó bổ sung thêm cái khoáng gọi là cái tàu vỏ đó, cũng như là sẽ ổn định được pH nước. Khi mưa quá chịu không được. Đồng thời khi nuôi ốc thì chúng ta cần dưỡng cho cái bèo nó phát. Nếu mà muốn mà con ốc nó phát triển mạnh thì chúng ta cần phải dưỡng cho bèo nó phát triển. Vì vậy chúng ta chỉ cần bón phân cũng như là xịt thuốc. Bèo nó bị sâu thì chúng ta sẽ xịt thuốc trừ sâu. Thì bà con có thể sử dụng là thằng ta siêu 1.9, thuốc trừ sâu sinh học á 1.9, và trộn thêm Atonit để phun lên bèo. Như vậy thì bèo nó sẽ phát triển rất là mạnh. Bèo phát triển thì nó sẽ có cái lá già, có lá già ốc nó sẽ ăn lá già. Hoặc là nếu mà bèo kín quá bà con có thể vớt lên phơi khô thì ốc nó cũng sẽ ăn. Bà ở đây gãi em chia đều luôn nha bà con ơi. Ốc giống thì chia đều gãi thả đều ra chứ đừng có thả gom cục lại, chia đều khắp khắp ao luôn. Ở đây anh thả có khúc bạn, khúc tầm khoảng chừng 20 m² anh gào lại, mà còn lại thì sẽ thả đợt sau. Nuôi thử nghiệm trước thôi, anh thử nghiệm trước 10.000 con giống thì bên em sẽ giao thả tận nơi đối với những chỗ nào mà gần hoặc là bà con lấy số lượng. Còn nếu mà lấy ít quá thì bên em phải gửi xe thôi nha bà con ơi. Giống đảm bảo cho bà con luôn, bảo hành cũng như là con giống thì chất lượng là sau này thì nó thành phẩm là tầm khoảng chừng 30 đến 25 con trên ký. Giống chuẩn là ốc đồng luôn, ốc bu đồng. Ốc bu thì người ta gọi là ốc bu đen đó, anh tên quốc tế thôi để phân biệt với ốc bu vàng. Em cũng thả giống xong cho khách hàng rồi nha bà con. Ở đây mô hình nuôi ao đất tạo bèo phủ kín ao luôn và cập bờ trồng phay môn. Phay môn thì ốc nó cũng ăn, nó sẽ ăn cái lá già cũng như là cái cọng á, cọng già. Hoặc là nếu mà muốn cọng tươi mà xanh nó muốn cho nó ăn thì chúng ta cứ phơi hoặc là lọc vỏ ra trụng với nước sôi. Nhưng mà thường là cứ để cây phay môn nó phát triển tự nhiên thôi và tự nó già xuống, nó lá nó rũ xuống và cọng nó rũ xuống thì ốc nó sẽ đeo nó ăn. Bình thường thì nó ăn bèo rồi, còn phay môn thì cho ăn dặm thêm. Hoặc là sau này muốn nuôi sinh sản thì phay môn nó sẽ tạo cái bóng để cho con ốc nó leo lên nó sinh sản.
Thì em cũng xin cảm ơn bà con nha. Nếu bà con nào mà nó có cần về con giống hay là cần tư vấn về kỹ thuật nuôi ốc dưới ao trong bãi bạc hoặc là trong vùng lưới thì cứ liên hệ với bên em sẽ hướng dẫn tận tình cho bà con. Cảm ơn bà con nha. Xin chào bà con.